Xin chào thầy và tất cả các bạn. Mình là Trần Nhật Long, mã số sinh viên 18161101. Hôm sau đây mình xin trình bày về phần bài tập. Bài tập thầy giao thì yêu cầu là điều khiển hai led đơn sáng tắt theo hai nút nhấn. Thì mình hiểu đề bài có nghĩa là hai led đơn này được điều khiển bởi hai nút nhấn. Một nút điều khiển led thứ nhất, nút còn lại sẽ điều khiển led thứ hai. Nhấn lần thứ nhất thì led sáng, nhấn lần thứ hai thì led tắt ha. Hai led này sẽ được điều khiển bởi hai nút nhấn độc lập nhau ha. Rồi mình đến với phần mô phỏng. Thì ở đây mình sử dụng BIS16F887 để viết chương trình điều khiển cho hai led đơn ha, bằng hai nút nhấn. Thì trước tiên mình chọn bọt D ha, là sẽ là bọt xuất tín hiệu. Mình chọn chân D0 và D1 sẽ là hai chân xuất tín hiệu điều khiển hai led, led 1 và led 2. Chúng ta có led 1 và led 2. Thì led 1 và led 2 đều được mắc với lại trở hạn dòng 220 ohm. Hai led này được mắc chung chân ground. Rồi. Để điều khiển hai led thì chúng ta cần hai nút nhấn ha. Hai nút nhấn tức là kích tín hiệu vào cho vi điều khiển ha, để vi điều khiển có thể xuất tín hiệu ra như mong muốn. Thì mình chọn bọt B ha, với chân RB0 và chân RB1 ha, để chúng ta mắc nút nhấn ha. Chúng ta có nút nhấn ha, hai nút nhấn. Rồi hai nút nhấn sẽ được mắc ở trạng thái tích cực mức cao ha. Khi chưa được nhấn ha, ở trạng thái bình thường nó sẽ cấp tín hiệu mức cao cho hai chân RB0 và RB1. Khi hai nút nhấn này được nhấn, tức là mức 0 sẽ được kích vào chân RB0 hoặc là RB1. Nếu như chúng ta nhấn nút nào thì sẽ kích vào chân đó. Rồi thì đề bài có nghĩa là nút với tần nhấn một lần, với tần một đi, nhấn một lần thì đèn màu sẽ sáng, nhấn lần tiếp theo thì đèn màu sẽ tắt. Bất tần 2 cũng như vậy, nhấn lần thứ nhất thì led 2 sẽ sáng. Rồi, nhấn lần tiếp theo thì led 2 sẽ tắt. Hai nút này điều khiển hai led này sáng tắt độc lập nhau. Rồi mình mắc thêm thạch anh để có thể cấp xung xe lốc ngoài cho vi điều khiển BIS của chúng ta. Rồi, tiếp theo thì sẽ là mắc nguồn ha. Rồi bên cạnh nguồn thì sẽ có nút reset để có thể chúng ta reset chương trình. Thì sơ đồ ha, cũng gần như là hoàn chỉnh ha. Chúng ta đi đến phần viết chương trình cho hai led hoạt động theo yêu cầu ha, là sáng tắt theo điều khiển của nút nhấn. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng chương trình phần mềm CCS để viết chương trình ha. Thì trước tiên thì chúng ta có ba dòng lệnh ha. Thứ nhất là include cái thư viện, add cái thư viện của con BIS mà chúng ta sử dụng, đó là BIS16F887 ha. Rồi chúng ta fuse cái HS, đó chính là sử dụng cái bộ dao động tần số cao ha, từ 4 MHz đến 20 MHz thì chúng ta sử dụng ký tự HS ha. Rồi chúng ta use delay clock 20m, tức là khai báo cái tần số thạch anh mà con BIS của chúng ta sử dụng ha, là 20 MHz. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ định nghĩa ha. Chúng ta định nghĩa chân, thì chúng ta định nghĩa chân để sử dụng viết chương trình cho nó dễ dàng ha, để chúng ta không có cần phải dài dòng khi mà chúng ta phải nhớ cái chân nào là chân của led, chân nào là chân của button nút nhấn. Thì chúng ta định nghĩa nó ha. Ví dụ như là button 1 là nối với lại chân B0 thì trạng thái của button sẽ tác động vào cái RB0 ha. Thì button 2 sẽ được nối với lại RB1. Rồi led 1 sẽ được nối với D0. Led 2 sẽ được nối với lại D1 ha. Chúng ta khai báo và chúng ta định nghĩa luôn các cái chân cho dễ dàng để trong quá trình code ha, dễ nhớ.
rồi chúng ta khai báo biến. Ở đây mình khai báo 4 biến để có thể tiện lợi sử dụng trong quá trình mình code ha. XY, V1 và V2. Với V1, V2 được gán giá trị ban đầu là 0 ha. Mình sẽ nói sâu vào phần biến này trong phần tiếp theo ha, trong quá trình mình code. Rồi, chúng ta đến với chương trình chính. Voidman ha, chúng ta set cheat. Ở đây mình sử dụng 3 bot, bot B, bot D và bot E. Thì ở bot B đây, mình sử dụng chân RB0 và chân RB1. Thì hai chân này nối với lại nút nhấn. Chính vì vậy mà hai chân này là hai chân input ha, tín hiệu ngõ vào ha, input cho vi điều khiển. Chính vì vậy mà RB0 và RB1 ha, phải là 1-1 ha. Còn các chân còn lại ha, chúng ta không quan tâm, chúng ta để nó là 0. Vậy thì dịch ra mã Hessian ha, từ mã nhị phân dịch ra Hessian thì nó là 0-3 ha, chúng ta có cú pháp là 0 × 0-3. Tương tự thì bọt D ha, tương tự bọt D chúng ta có tín hiệu ngõ ra là 2 led, output ra 2 led để điều khiển sáng tắt ha. Thì chúng ta quan tâm tới hai chân này thì output là 0 ha, 0 0. Rồi các chân còn lại chúng ta không quan tâm, chúng ta để là 0, thì chúng ta có cú pháp là 0 × 0 0. Tương tự thì bọt E mình có sử dụng một chân, đó là chân RE3. Thì chân RE3 này ha, để tín hiệu input cho cái nút reset. Chính vì vậy mà input thì sẽ là mức 1. Đó. Thì cú pháp của nó là 0 × 0.4. Rồi, chúng ta tiếp theo là chúng ta đặt trạng thái ban đầu cho 2 led ha. Để an toàn thì chúng ta đặt trạng thái ban đầu cho 2 led là tắt ha. Đó. Output low led 1 và output low led 2, tức là vì điều kiện xác suất tín hiệu và mức thấp ra hai cái con led này, ra hai chân này để làm cho hai led tắt. Tiếp theo là vào cái vòng lặp while true. Chúng ta sử dụng cái biến x ha, chúng ta sử dụng cái biến x mà chúng ta khai báo là trạng thái ngõ vào của button 1, tức là trạng thái ngõ vào của cái chân B0 đó các bạn. Khi mà chúng ta để 0 thì cái trạng thái của chân RB0 là 1. Khi chúng ta nhấn button ha thì trạng thái của chân B0 lúc này nó sẽ là 0 ha. Còn để yên thì nó sẽ là 1. Đó. Thì chúng ta gọi x chính là cái trạng thái ha, có thể là 0 hoặc 1 của cái button 1. Và y là trạng thái của button 2, tức là 0 hoặc 1 của button 2 đó. Chúng ta gán cho nó một cái giá trị để chúng ta tiện sử dụng trong cái quá trình code cho nó linh động. Rồi, chúng ta đến cái vòng chúng ta đến cái phần mà xử lý nút nhấn. Thì chúng ta hiểu khi nhấn một lần thì led sẽ sáng, nhấn lần thứ hai thì nó sẽ tắt. Tức nghĩa là khi nếu như mà nó được nhấn, tức là chúng ta set tới led 1 này, là nút nhấn 1 được nhấn, tức là x bằng 0 ha. X là trạng thái của button 1, mà button 1 mà bằng 0 tức là nó đang được nhấn các bạn. Button 1 nhấn thì tức là nó sẽ kích ở chỗ này bằng 0 và chân RB0 bằng 0 ha. Đó. Đó. Khi nút nhấn được nhấn xuống thì cái biến mà chúng ta khai báo ban đầu đó là cái biến value 1 này nè. Đó, nó sẽ đảo trạng thái. Ban đầu mình gán nó là 0 thì khi nó được nhấn thì nó sẽ được đảo trạng thái ha, đảo trạng thái sang 1, chỉ có 0 và 1 thôi ha. Thì chúng ta thêm một vòng lặp nữa, đó là nếu như cái giá trị này được đảo thành 1. Đây là được đảo thành 1 rồi, ban đầu nó bằng 0. Thì nếu nút nhấn được nhấn thì nó được đảo. Mà nếu như nó đảo thì đây, xuất tín hiệu mức cao cho led 1, tức là led 1 sáng ha.
Nếu như giá trị này nó không bằng 1 mà nó bằng một giá trị khác, tức là giá trị 0 đó, thì output low led 1, tức là led 1 tắt. Tức nghĩa là cái V này nó chưa được đảo. Nè, nó vẫn bằng 0 thì nó không có thỏa cái V1 bằng 1 thì led sẽ tắt ha. Thì chúng ta đặt nó trong vòng lặp thì tức nghĩa là khi chúng ta nhấn nút thì từ 0 nó sẽ đảo thành 1, và khi nó bằng 1 thì nó sẽ thực hiện ha, cái dòng lệnh này là led sẽ sáng. Còn nếu như nó không bằng thì nó sẽ tắt. Chúng ta nhấn thêm lần nữa thì nó lại đảo từ 1 về 0, mà khi V1 bằng 0 nó không thỏa thì nó sẽ thực hiện câu lệnh này. Đó, nó là một cái vòng lặp. Đây là cách mà chúng ta xử lý cái nút nhấn 1. Tiếp theo mình sẽ xử lý nút nhấn 2. Tương tự y như vậy. Thì nút nhấn 2 là mình gán nó là y. Khi y bằng 0 thì tức là cái nút nhấn 2 này đang được nhấn, được nhấn xuống. Thì nó kích vào chân RB1 giá trị 0. Thì mình gọi một cái giá trị V2. Đó, giá trị V2 mà ban đầu mình gán nó là 0 đó, thì nó được đảo trạng thái. Thì khi nó được đảo trạng thái lên 1 thì xuất tín hiệu nó ra cho đèn 2 là sáng. Còn nếu như nó không được đảo, tức là nó chưa được nhấn đó, thì led 2 sẽ ở trạng thái tắt. Và khi chúng ta nhấn thêm một lần nữa thì nó lại đảo từ 1 về 0. Mà đảo từ 1 về 0 thì nó sẽ thực hiện tắt, sáng tắt liên tục. Khi nó đảo trạng thái, nó sẽ thực hiện cái điều kiện trong cái vòng lặp if này. Rồi, chúng ta nạp thử cái chương trình. Chúng ta mô phỏng qua Protoss. Rồi, chương trình đã được nạp thành công rồi. Thì chúng ta vào Protoss ha. Mình sẽ nạp cái code ha. Thì cái code của mình là BT2LED. Mình sẽ tìm cái code là BT2LED. Đây, cái file này sẽ nạp cho nó. Ok. Rồi, tiến hành mô phỏng. Rồi, mình tiến hành mô phỏng. Mình bấm nút thì LED 1 sẽ sáng ha. Bấm lần thứ hai, LED 1 sẽ tắt. Này cũng vậy. Các bạn thấy được cái tình trạng mà chúng ta bị dội phím. Thì để tránh cái tình trạng bị dội phím này chúng ta lên mạng, chúng ta search cách chống dội phím thì mình có tìm được một cái bài chia sẻ rất hay của thầy Hải ha, phó giáo sư Nguyễn Sĩ Nguyễn Thanh Hải. Thì chúng ta tham khảo những cái cách để chúng ta chống dội phím bằng cách là dùng những cái vòng lặp rồi delay. Thì ở đây mình đã áp dụng theo mình áp dụng theo để tránh tình trạng mà bị dội phím. Tương tự với lại cách xử lý nút nhấn 1 thì cách xử lý nút nhấn 2 mình cũng áp dụng cái cách chống dội phím này. Thì đây là code để chúng ta chống dội phím bằng một cái vòng lặp nữa ở bên ngoài. Rồi chúng ta delay mình chọn là delay giá trị là 15 mili giây để cho nó phù hợp Rồi mình thử nạp cái chương trình sau khi đã có code chống dội phím. Chương trình được nạp thành công. Chúng ta không cần phải nạp lại cái chương trình trong đây nó tự động nó sẽ chỉnh sửa cái chương trình Đó là một cái ưu điểm của chúng ta mô phỏng. Nhưng mà thực tế thì chúng ta phải nạp lại chương trình cho vi điều khiển chúng ta mô phỏng. Này các bạn thấy, mình nhấn nút nó có một cái thời gian trễ
mà nó không hề bị dội phím. Đó, đó là chúng ta khắc phục được cái chống dội phím ha. Rồi chúng ta có thể sử dụng trên reset, chúng ta tắt cả hai ha. Rồi phần mô phỏng và trình bày về bài tập 2 đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.